Bài 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là hay à. Đây. Đây. Phòng trưng bày 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, thờ phụng một Đức Chúa Trời và kính mến người đến hết trọn đời. Ngươi không được có thần nào khác đối với Chúa ta. Ngươi không được tạo tượng vẽ hình tất cả việc gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp hoặc ở trong một chúng mặt đất để làm mà thờ người không được của cha rồi. Cớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba là giữ ngày Chủ Nhật thờ cúng cha mẹ, chớ giết người. Thứ sáu là chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy là chớ lấy của người. Thứ tám là chớ làm chứng gian dối, chớ muốn vợ chồng của người, cũng như là chớ tham của người, cũng như là tham lam, nhâm dục, giả dối, ăn cắp trộm. Chùa Xin Kén, đây là ngôi chùa Xin Kén nha quý vị. Ôi đẹp quá mày. Ok. Đứng ơi.
nghe không? Ôi chùa đẹp ghê, khuôn viên chùa nè đó. Đây là cổng chùa. Đây là bảo tháp Ngọc Xá Lợi. Ở em đứng vậy đâu có được. Tự dưới anh đi lên, tự dưới anh đi lên là thấy những người em á, ông á từ từ mặt anh lên mặt mặt đó. Nguyên cái nguyên giải một chó dài kìa. Ê, đây mình đứng đây mình thấy nguyên giải một chó dài đẹp ghê không? Đứng đây nè. Hả? Đó, đây. Ê, đây phải phải nghe đọc nghe.
Em về miền Tây mới thấy cảnh này nha. Đó, thấy người dân ta đi làm buổi sáng không? Quá đẹp luôn bạn ơi. Rồi. Đó, sáng người dân người ta đi, người dân trai người ta đi ra, người ta bắt. Cái này mình ta bắt cái gì ta? Nói chung là anh em về Bạc Liêu mới thấy cảnh này nha. Không phải Bạc Liêu là không có nha các bạn. Rồi, rồi trung tâm điện gió Bạc Liêu. Không đẹp quá. Thấy mấy người này đi thấy thương ha. Chụp luôn nha. Ủa đã quá vậy. Chứ từ từ đưa trái lại, đưa trái lại. Chụp hình đây. Ừ. Ok. Đây là toàn cảnh điểm du lịch điện gió nha. Vô vé cổng chỉ có 30.000 người thôi. Đó. Du lịch điện gió ở Bạc Liêu. Ở đây nhắc chụp hình ra chứ. Đây phải làm cái biểu tượng gì á. Đó. Không đẹp chứ bộ. Mát quá.
Tôi thích cà phê đen. Tuy nó đắng nhưng nó nguyên chất. Tôi thích lời nói thật. Tuy nó mất lòng nhưng đáng để tin. Cà phê sáng với tôi được không? Chơi với trong miền đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Thôi hồi tối thì hả, mấy người không có chỗ ngủ hết, gần đông vui ghê luôn. Mà nhờ vậy mà mình dễ ngủ á, yên tâm á, phải không? Cúng không có chỗ đâu, xe đâu phải không có chỗ ngủ luôn, cũng y như mình vậy.